Bảy lúc nào cũng đông nha. Bảy nè. Lên tới hả? Có đưa ra nước ngoài gì không? Ra nước ngoài luôn á, lên YouTube là ra nước ngoài luôn á. Thịt bò rất là tươi luôn ha. Tươi ngon rồi ha. Đắt quá hả? Quá đắt là gì á, chén nhóc luôn.
thôi, chào bạn, mình ăn tiếp nha.